Hello, xin chào bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của trường Authentic. Ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến cho các bác một mẫu phiên bản đến từ nhà Citizen. Và một cái mẫu phiên bản này thì các bác sẽ thấy rằng là em ngày trước em có lên một cái video nhưng không làm review riêng về cái con này. Nhưng mà cái con đấy thì em bán rồi. Con này là một con mới, em mới về. Thì em cũng lên đây gửi đến cho bác về cái mẫu phiên bản này. Con này thì là một con phiên bản đến từ nhà Citizen và nó có một cái màu mặt vô cùng là đặc biệt. Thì trước khi vào video các bác đừng quên cho xin một lượt like nhé, một lượt đăng ký kênh, nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những cái thông báo về đồng hồ mới nhất từ bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Con này nó sẽ có mã hiệu của nó chính là NI4050 gạch 03A. Đây là một cái con phiên bản mặt của nó là mặt khảm ngọc trai vô cùng đẹp. Với một cái mức giá bán của con này nó rơi vào đâu đấy tầm dưới 5 triệu thì các bác có thể sở hữu được cái em này rồi. Cái em này thì nó sẽ có đầy đủ ở đây chính là giấy tờ. Đấy, giấy tờ, nói chung là giấy tờ và hộp sổ đi kèm đối với con phiên bản Citizen này. Đó, đây là cái giấy tờ em bỏ vào trong hộp này luôn các bác nhé. Đây. Và cái con này thì nó về trong một cái tình trạng của nó là new. Đấy, một trong tình con này tình trạng nine new. Đấy, nine new nhé, tại vì nó không còn siêu bọc đáy, chắc em nghĩ về nó không còn siêu bọc đáy cho nên là em cũng cũng nghĩ là nó chỉ là nine new thôi. Nhưng mà để mà nói về cái độ nine new con này thì chúng ta nó quá hợp lý. Một con hàng nine new nói chung là mới phải 99%, không có một vết xước. Nếu như theo quan điểm riêng của em thì ở đây nó chính là new, tại vì nó còn nguyên tag này. Đấy, còn nguyên thẻ tag của con Citizen này. Nhưng mà đối với bản thân em thì em nghĩ là new, nhưng mà đối với các bác khó tính hơn ấy thì em mạn phép em xin nói với con này là con nine new 99%, không một vết xước. Đầu tiên chúng ta phải kể đến cái thiết kế của cái con này. Đấy, con này là một con phiên bản đến từ nhà Citizen. Và cái con này thì chúng ta sẽ có cái gì? Đầu tiên là cái mặt đeo của con này. Nó sẽ có một cái mặt đeo vô cùng đặc biệt khi mà nó sẽ mang trong mình một cái mặt đeo màu trắng. Và xen kẽ vào đấy là một cái mặt khảm. Đấy, khảm giống như là khảm ngọc trai. Đó, khảm ngọc trai trên một cái con phiên bản như này. Đấy, con này giống như là khảm ngọc trai hoặc là khảm xà cừ ấy. Đấy, cho nên là nó sẽ có hiệu ứng đổi màu ở trên cái mặt dial giữa cái trung tâm của cái con Citizen này. Và ở hướng 12 giờ nó sẽ có logo thương hiệu đến từ nhà Citizen. Hướng 6 giờ nó sẽ có một cái logo thương hiệu, nó sẽ có một cái thông tin là automatic. Con này phiên bản máy cơ. Và con này thì nó thiết kế 3 kim và một cái ô lịch kép ở hướng góc 3 giờ như các bác đã thấy. Còn về cái phiên bản này thì nó được trang bị trong mình một cái đầu máy 8200, một máy đầu máy caliper đến từ nhà Citizen. Và đối với con phiên bản này thì em phải gọi rằng là nó được trang bị trong mình một cái cỗ máy vô cùng bền bỉ. Tại vì 8200 là một trong những cỗ máy nổi tiếng của nhà Citizen, là cỗ máy chống sốc chống từ vô cùng là tốt. Cho nên là những cái đầu máy caliber 8200 này là một trong những đầu máy vô cùng ngon đến từ nhà Citizen ở trong cái phân khúc giá như thế này. Đối với mức giá con này hiện tại em đang phân phối cho toàn thể anh em ở đây giao lưu với anh em, mức giá của nó chỉ có là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi cho một con phiên bản Citizen mặt như thế này. Các bác bây giờ kiếm trên thị trường cái con này thì vô cùng khó. Tại vì những cái con như thế này thì nó càng ngày càng hiếm rồi. Đấy, cho nên là mãi em mới săn được, ngày trước em săn được một con tình trạng này new. Con này thì tình trạng của nó là tình trạng new. Đấy, đối với em thì tình trạng con này là tình trạng new. Và cái mặt dial của nó các bác có thể thấy rằng là cái viền xung quanh của nó là một cái màu mặt trắng trơn. Đấy, và ở phía giữa của nó sẽ có hiệu ứng đổi màu. Các cọc giờ của nó thì được kẻ vạch và nó sẽ có hai chi tiết. Đấy, điểm nhấn là cọc La Mã, giờ La Mã là 12 giờ và 6 giờ nó được làm ký hiệu La Mã.
Và đặc biệt hơn, con này là một con phiên bản Made in Japan, phiên bản Nhật nội địa, mà mức giá của nó vô cùng là tốt. 4 triệu rưỡi là một cái mức giá chúng ta không thể tưởng cho một con phiên bản đầu máy Kaliber 8200. Và tình trạng của nó là tình trạng new như thế này. Con này thì các bác nó sẽ có hỗ trợ lên có tay cho các bác. Đấy, nó sẽ có hỗ trợ lên có tay cho các bác. Và con này thì nó sẽ không có dừng kim dây khi chỉnh giờ đâu các bác nhá, nên các bác cũng lưu ý. Con này độ tích cót của nó rơi vào đâu đấy tầm 40 giờ và nó thoải mái cho các bác khi mà các bác đeo cả ngày và các bác bỏ ra đi ngủ vẫn vô tư cho đến ngày hôm sau. Con này thì nó sẽ có một cái size mặt. Size mặt của con này là size bao nhiêu nào? Size mặt con này vừa khít 40. Một cái size mặt vô cùng là chuẩn mực đối với những anh em nào, đại đa số tay của anh em Việt Nam chúng ta. Và cái con này phải gọi rằng là các bác nào muốn mặt độc hoặc là mặt nó độc đáo đi thì chúng ta đừng nên bỏ qua về con phiên bản này. Đối với cổ tay 16 của em thì đeo con này vô cùng là hợp lý. Đấy, cổ tay vô cùng vừa. Đối với bản thân em, đối với cổ tay của em thì những cái con này, những con mà size từ đâu đấy 36 em đều đeo được hết. Tại vì cổ tay của em nó cổ tay tiêu chuẩn đến từ nhà đến đến từ đất nước Việt Nam này. Đấy, tiêu chuẩn ở đây chính là anh em Việt Nam chúng ta hầu như nhá sẽ dao động từ tầm 15 rưỡi đến 16 rưỡi. Còn các bác nào cổ tay nhỏ quá thì chúng ta không thể thể nói được. Tại vì cổ tay nhỏ cũng ít. Đấy, mà cổ tay mà to quá nó cũng ít. Chỉ có khi là các bác quá to cao rồi, quá to lớn thì cổ tay nó mới đi theo. Đấy, và cái cổ tay rơi vào đâu đấy tầm 17 hoặc là 17 rưỡi. Đấy, 17 rưỡi thì nó hơi hiếm thấy. Em ít khi gặp những anh cổ tay to như thế. Đấy, cho nên là đối với chu vi cổ tay thông thường của người Việt Nam thì tầm 16 là đẹp nhất. Đó, con này thì nó trang bị cho mình một cái khối kính sapphire. Đấy, được trang bị cho mình một cái khối kính sapphire nha các bác nhá. Và nó chống xước, về cái phần mặt kính thì nó chống xước gần như là tuyệt đối về cái khối kính sapphire này. Toàn bộ thân của cái con đồng hồ này đều được làm bằng thép chuyên dụng chống gỉ 316L, và nó sẽ có một cái lúng chỉnh ở hướng góc 3 giờ như các bác đã thấy. Tầm giá con này em đang để mức giá của nó chỉ có là 4 triệu rưỡi, một cái mức giá quá là rẻ. Đấy, các bác có thể đi tham khảo ở các bên khác, 4 triệu rưỡi ha. Còn về cái con này thì nó sẽ có một cái mã hiệu của nó là NI4050-03A. Và mức giá niêm yết của hãng đang là 40, nói chung là em cho là 40.000 yên đi. Đấy, 40.000 yên thì các bác sẽ có một con đồng hồ như thế này. Đấy, 40.000 yên là các bác sẽ có một con đồng hồ như thế này. Và nếu như viện chi ra tìm Việt Nam mà giá niêm yết của hãng bên đấy người ta bán ấy thì các bác sẽ phải chi trả đâu đấy loanh quanh tầm 7 triệu, 7 đến 8 triệu cho một con đồng hồ Citizen như thế này. Đấy, và các bác mua ở bên em thì chỉ có 4 triệu rưỡi thôi, mà là hàng chính hãng 100%, cam kết bao check toàn quốc. Con này thì được trang bị cho mình một cái khóa xiên. Đó, nó sẽ có mã hiệu của nó rồi. Và ở đây đây là cái phần đáy của nó. Để cho các bác xem về đáy của nó. Con này thì nó sẽ có water system ở đây chính là 53, độ chống nước là 50 mét nước. Made in Japan, đầu máy caliber 8200, sapphire nguyên khối và stainless steel thép chuyên dụng chống gỉ. Đấy. Đó, và đây là Citizen Watch phiên bản Nhật nội địa vô cùng đẹp. Với tầm giá chỉ có 4 triệu rưỡi mà các bác sở hữu được một cái con mặt độc như thế này thì chúng ta đừng tiếc và đừng ngại chi mà múc em này về luôn. Giá của nó quá hợp lý. Cho nên các bác nào quan tâm về cái mẫu này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline. Đấy, 0969 732 822. Đấy là số hotline của em. Đấy, hotline mà em bán luôn. Em là sẽ là người trực tiếp ra trao đổi cho các bác về những cái mẫu đồng hồ này. Cho nên các bác cứ yên tâm. Đó. Các bác nào quan tâm các bác có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã ngồi đây và quan tâm theo dõi. Lời cuối thì chúc bác thật nhiều sức khỏe, các bác thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.